Hoàng Lê Nhất Thông Chí. Lê Chiêu Thống theo giặc về Thăng Long, Nguyễn Huệ xưng đế, kéo quân ra Tam Điệp. Lại nói, từ khi vua Lê trở về Kinh Thành, các quan văn võ trước kia phiêu bạt đều lục tục kéo đến lại mừng. Các quan trong ngoài đều về các dinh thự làm việc như cũ. Viên phó hiến ở Trấn Kinh Bắc là ngô tưởng đào lấy cớ giả ốm, từ chối không nhậm chức, và dâng sớ nói rằng vận trời đang lúc gian truân không ngờ lại được thấy bóng mặt trời thật là cái phúc vô cùng của xã tắc thần trộm nghĩ rằng việc binh cốt phải mau chóng nếu cơ hội có thể làm được hà tất việc gì cũng cứ giao phó cho quân nước ngoài để đến nỗi dành ra ngày tháng hiện nay quân cần vương các lộ ai không muốn hết lòng hết sức lập công ít nhiều nhân khi quân giặc vừa rút lui ta nên lập tức đem đại binh đuổi sát gót như tiếng sét chớp nhoáng không kịp bịt tai. Bọn ngông cuồng rảo quyệt kia ắt chẳng còn thì giờ để mưu tính. Hai sứ thanh, nghệ nghe tin, chắc cũng sẽ hưởng ứng. Nguyễn Huệ bị ngăn cách ở phía nam Hoành Sơn. Sở và lân chơ vơ ở đấy, hình thế cách trở, không liên lạc được với nhau. Không ngoài 10 ngày ta có thể bắt được bọn chúng. Vây cánh của chúng đã bị cắt đứt thì xảo huyệt của chúng cũng có thể lần lượt bị san bằng thần ngu dại cho rằng cái cơ trung hưng chính là ở lúc này không thể bỏ qua tờ sớ ấy đưa tới vua trao cho bọn nguyễn đình giản xem ai cũng cho là phải riêng lê quýnh chống lại mà rằng sức mình không địch nổi mới phải cầu cứu hành doanh quan đốc bộ còn ở đây việc quân mình không bẩm trước lại tự tiện mà làm việc xong thì thôi vạn nhất bị vấp ngã họ sẽ đổ cho ta làm lỡ quân cơ rồi rút quân về cửa ải Ngồi xem mình làm Như vậy việc lớn sẽ hỏng mất Chi bằng để thần đến trình bày trước Xin họ chỉ bảo phương lược Và hợp sức với mình Như thế là được cả hai việc Vua cho là phải Quính bèn đến dinh nghị Nói về việc đó Nghị trả lời Việc gì mà phải vội vã như vậy Ví như thỏ tay lấy đồ vật ở trong túi Đến sớm lấy sớm Đến muộn lấy muộn đó mà thôi bây giờ đã sắp hết năm đại quân xa xôi tới đây cần phải nghỉ ngơi không nên đánh vội giặc gầy mà ta đang béo hãy để chúng tự đến nộp thịt nhưng nếu nước ngươi đã có lời xin như thế thì hãy mang quân về nam cách đô thành chứng sáu chục dặm chia làm ba nơi mà đóng quân đó chính cũng là cách canh gác từ xa để đề phòng bất trắc vậy còn đối với bọn giặc thì các ngươi cứ chờ đến đầu năm mới ta sẽ cho chảy quân tiến đánh cũng chưa muộn sau đó nghị sai đắp lũy đất một ở bờ bắc sông nguyệt quyết huyện thanh liêm một ở làng nhật tảo huyện duy tiên một ở làng ngọc hồi huyện thanh trì rồi chia quân ra mà đóng giữ từ bấy giờ trở đi vua lê chỉ lấy nghị làm chỗ dựa vững chắc nhất còn các quan thì cũng không ai nói năng gì đến chuyện xuất quân phục thủ nữa Lê Quýnh thì suốt ngày say mê tiểu sắc. Ân oán riêng dù bằng cái tơ, sợi tóc cũng đều đền báo không hề sót. Quính lại còn xui vua rằng, trước đây lúc nhà vua gặp nạn, hoàng thân và bọn quan trong triều, nhiều kẻ lấy tai họa làm điều may mắn, vui mừng, khai hết tình hình với giặc, cam tâm làm chó săn, chim mồi cho chúng để mưu đồ giàu sang, ngược đạo lý, trái nhân nghĩa, không gì hơn thế thần xin được trị tội bọn đó để thiên hạ biết rằng danh phận cương thường không thể rối loạn đó cũng là việc cần kiếp, không nên dung túng bỏ qua khiến cho kẻ ác người thiện không có gì phân biệt vua cho là phải bèn giao cho các quan bình thần họp bàn mọi người đều tâu năm ngoái thượng thư bộ hình kiêm bình trương trần côn sán đi sứ tây sơn vì không chịu khuất phục bị địch giết hại thật là đáng thương xin cho quan về tế tại nhà và thăm viếng các người con. Vua nghe lời, bèn tự tay thảo bài văn tế, trong có câu: Tiết lớn nghiêng non lật biển, cùng xương thu nắng lửa tranh hơn. Lòng son yêu nước trung vua, gặp đốt rắn dễ chùm càng tỏ. Lại bàn sang đến tội của bọn phản nước theo Tây Sơn, lúc vua đi trốn, chấn thủ tuyên quang là phạm như tỏi bắt em vua là duy tụ đem nộp cho địch phò mã úy Nguyễn Bảnh dẫn quân địch đuổi tìm chỗ vua ở. Theo luật phải tội chém ngang lưng. Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích đem thân theo địch, lại nhận chức tước của chúng, đều chuất làm dân, về làng gánh vác sai dịch. Nguyễn Hoàn, Phan Lê Phiên quỳ hối ở sân địch. Trương Đăng Quý đi theo xe vua, giữa đường bỏ dở, đều bị giáng làm chức tư huấn. Nguyễn Quý Nha, Trần Bá Lãm, Vũ Huy Tấn, viết thư mạo xưng là giám quốc sùng nhượng công, để mong xin hoãn binh cho địch, đều bị hạ ngục. Nguyễn Bá Khoan vì là kẻ võ biển, lại giả nua, rốt nát không biết gì, nên được miễn tội. Bấy giờ quý nghe nói nha mới ở Cao Bằng về, vàng bạc đầy xe, bèn sai người đòi lấy hai chục lạng vàng, rồi nói rõ cho vua biết. Vua cười mà bảo rằng, bớt chỗ nhiều để bù chỗ ít, mặc ngươi làm chi thì làm không hề gì ngoài ra có ba người chú vua liên lạc với tây sơn lại gả con gái cho họ đều bị vua ngầm sai người bắt đem chặt chân rồi vất xuống cái giếng ở trong cung khi ấy thái hậu ở cao bằng về vừa tới kinh thấy vua chỉ thích làm những việc báo ân báo oán trái với phép thường như vậy bèn nổi giận nói ta phải treo đèo lội suối khó nhọc vất vả Mới xin được quân sang đây. Phòng Trừng nhà nước chịu được mấy phen ơn, thủ phá hoại như thế, nếu cứ cách ấy mà làm thì chị sao được thiên hạ, gái già này lại đến làm đứa lưu vong mất thôi." Rồi Thái hậu gào khóc, không chịu vào cung. Vua bèn ngầm sai Nguyễn Huy Túc khuyên giải Thái hậu, túc vào thưa với Thái hậu rằng: "Ngước trông đức hiếu sinh của Thái hậu như là trời đất, cố nhiên phải lấy thế làm lạ." nhưng hình phạt là phép lớn của nước cho nên chu công phải giết quản thái nước lỗ phải đánh thuốc độc giết chết thuốc nha người xưa cũng không vì chỗ họ hàng hay quen biết mà bỏ pháp luật mong rằng lượng trên khoan hồng để cho hoàng thượng được làm việc nước thì thật là vạn phúc thái hậu nể túc có công lớn theo hầu khi mình đi trốn không nỡ trái lời túc đành gắng gượng nghe theo song thật ra trong bụng vẫn không cho là phải Thái hậu bèn vào cung. Lúc bấy giờ là tháng 12, sắp đến ngày Tết nguyên đán. Quan coi lễ tâu xin đến ngày 25 thì phong ấn cất đi. Các lễ trong miếu xã, triều đình đều chiếu theo lệ thường mà làm. Riêng quan đại soái của thiên triều ở xa xôi tới, thì về phần vật phẩm cung đốn, xin theo như lệ thiết đãi sứ thần sang phong vương mà thêm gấp lên một lần nữa. Các quan và quân lính cũng đều cho phép nghỉ mười ngày để cùng vui đón tiết xuân lại nói tôn sĩ nghị sau khi đem quân ra cửa ải xuyên rừng vượt núi như dẫm đất bằng ngày đi đêm nghỉ không phải lo lắng gì kéo thẳng một mạch đến thành thăng long không mất một mũi tên như vào chỗ không người từ xưa các nhà cầm quân chưa có khi nào được dễ dàng như thế cho nên y xem thường cho là vô sự không cần phải đề phòng rồi đó y lại càng thêm kiêu căng, buông tuồng, mặc cho quân lính các đồn tự tiện bỏ cả đội ngũ, đi lại lang thang, không còn có kỷ luật gì cả. Có kẻ đi ra khỏi thành đến hơn 10 dặm để kiếm củi đun, có kẻ đi tới các chợ búa dân gian để buôn bán, hàng ngày sớm đi tối về xem như việc bình thường. Bọn tướng tá cũng ngày ngày chơi bời tiệc tùng, không hề để ý gì đến việc quân hễ ai nhắc đến tình hình giặc giã thì bọn họ đáp rằng chúng nó như cá chậu chim lồng còn chút hơi thừa thoi thóp không đáng nói đến vâng lệnh của quan lớn đốc bộ định đến ngày mùng 6 tháng riêng nhân dịp đầu xuân sẽ xuất quân kéo thẳng đến sao huyệt của quân tây sơn bọn giặc ấy nhất định sẽ lần lượt bị bắt sống không một tên nào lọt lưới người nam hà sẽ đến mà xem thế là người trong nước kể cả các viên quan đã từng trốn tránh hồi xưa mà bấy giờ đã được thấy lại bóng mặt trời, ai nấy mới đều yên tâm vui mừng về cuộc sum họp trước mắt. Rồi họ dựa vào tổng đốc họ Tôn làm bức trường thành, không còn nghĩ gì đến việc cung khuyết bị tàn hoang, không còn lo gì đến việc kẻ địch đang ở nơi cửa ngõ. Võ lặng, văn im, tất thảy đều bỏ trễ. Vừa lúc ấy, có người cung nhân cũ từ phủ trường yên tới nói với thái hậu rằng xe vua trở về kinh thành đã gần một tháng hiệu lệnh ban ra chẳng qua mới đến các vùng ứng hòa thường tín tử sơn thuận thành quảng oai năm lộ mà thôi còn như từ trường yên về nam thanh hoa là đất căn bản lăng tầm tiền triều ở đó nghệ an cũng là quận chân tay quân cấm và quân túc trực đều lấy người ở đấy thì nay vẫn bị mất về tay giặc tin tức không thông đó thật là điều đáng lo rất lớn hiện nay việc nước hư thực thế nào thế giặc mạnh yếu ra sao những người đứng ngoài mà xem không ai không biết trước đây hoàng thượng gặp nạn phải chạy các quan trèo đèo vượt suối khó nhọc vất vả đã hơn một năm bao nhiêu nhân tình chắc đã từng trải hết rồi sao vẫn điềm nhiên không lo nghĩ gì cả tổng đốc họ tôn từ thượng quốc tới đây thế nước và tình hình của giặc chỉ biết đại khái đến như các miền cũng có nơi sung yếu có nơi bình thường chia đồn và mai phục cần phải trù tính kỹ càng việc binh có lúc nên đánh lúc nên giữ phải tùy cơ ứng biến trong chốc lát tất cả những điều ấy họ làm sao mà hiểu được rõ ràng đích xác và chăng khi trước lê quýnh khai báo ở bên ấy nói rằng nhiều nơi trong nước ta không chịu theo giặc người chuộng nghĩa còn nhiều lòng người cũng có thể trông cậy nếu được đại binh sang làm thanh viện thì công việc khôi phục có thể thành đó chỉ là một cách nói để tổng đốc họ tôn không cho việc ấy là khó quýnh vì muốn chóng được quân sang cứu cho nên mới bịa ra lời nói hão để lừa dối họ họ cũng tưởng là thật hăng hái tiến lên không còn lo nghĩ gì về sau cứ xem lời lẽ trong bài hịch thì những điều họ bắt buộc mình phải đương lấy rất là nặng nề. Còn họ thì chỉ lảng vàng ở bên bờ sông, lấy thanh thế xuông để dọa dẫm mà thôi. Không biết rằng, Nguyễn Huệ là một tay anh hùng lão luyện, dũng mãnh và có tài cầm quân. Xem hắn ra bắc vào nam, ẩn hiện như quỷ thần, không ai có thể lường biết. Hắn bắt hữu trình như bắt trẻ con, giết văn nhậm như giết con lợn không một người nào dám nhìn thẳng vào mặt hắn thấy hắn trỏ tay đưa mắt là ai nấy đã phách lạc hồn siêu sợ hơn sợ sấm sét e rằng chẳng mấy lâu nữa hắn lại trở ra tổng đốc họ tôn đem thứ quân nhớ nhà kia mà chống trọi thì địch sao cho nổi họ chẳng qua chỉ là người khách chuyến này sang cũng cốt xem sự thế khó hay dễ để liệu bề tiến lui mà thôi nhưng còn nhà nước của ta thì sao thái hậu có thể chạy sang đất trung hoa một chuyến nữa chăng thái hậu giật mình nói đó chính là tâm sự của gái già này vẫn ngày đêm lo lắng mà chưa biết làm thế nào rồi nhân tiện thái hậu đem việc đó nói lại với vua bấy giờ nhà vua mới hoảng sợ liền cùng bọn quýnh đến doanh quân của nghị tha thiết xin xuất quân nghị gọi quýnh đến mà căn vặn rằng người nước mày nay quả thật không thể trông cậy được thế thì lời cung khai của mày trước đây ra sao dám lừa dối ta chăng rồi nghị ngoành sang bảo vua tự vương trẻ tuổi chưa từng trải công việc trước đây tới đón chào ta ở lạng sơn sao không nói cho rõ bấy giờ nhân khi ta thắng đè bẹp ngay lúc chúng đang khốn đốn há chẳng dễ dàng hơn hay sao nay đã bỏ lỡ cơ hội ấy để chúng có thì giờ thong thả mà bày mưu đặt trước cách trị chúng cần phải tính toán cho chu đáo không thể hấp tấp. Và lại, đã định đến sang xuân, vào ngày mùng 6 thì sẽ xuất quân, như vậy cũng không còn xa gì nữa. Nếu muốn đi gấp thì cho phép vua tôi nhà ngươi đem một đảo quân đi trước cũng được. Vua lui ra bảo với Quýnh rằng, Ngươi từng dốc lòng với ta, việc nước cũng đã được quá nửa rồi. Vậy này hãy cố gắng làm cho tròn công trạng trước, đừng để người trong nước có thể bàn tán về ta, và thiên triều có chỗ của trách được ta lại nói, Lê Quýnh là người làng Đại Mão, huyện siêu loại vốn là một tay phong lưu công tử, con trai của tiến sĩ Triều Lê là Lê Doãn Giản. Khi tuổi trẻ, Quýnh chỉ biết uống rượu, đánh bạc, việc văn việc võ đều chưa hề luyện tập qua. Trước kia vì là con nhà quý tộc thân cận, nên được vào làm gia thần nhà vua. Đến khi quân Tây Sơn tới xâm lấn, kinh thành thất thủ. Quýnh vâng mệnh vua theo hầu Thái Hậu lên cao bằng, rồi bị quân giặc đuổi bắt phải chạy sang trung quốc vì quýnh hơi biết chữ nghĩa cho nên khi chuyện trò với người thanh thường bịa ra nhiều câu khoác lác tôn sĩ nghị cũng không xét đến chỗ đó đem lời tâu lên vua thanh ưng thuận thế rồi may được khôi phục lại nước nhà quýnh tự cho là công lao của mình sau khi về thành thăng long quýnh chỉ lo đền ơn trả oán và công nhân ăn của đút lót những tay hào kiệt trong nước đều không ưa quýnh vua cho là quýnh có công giao cho cầm quân nhưng quýnh mắt còn choáng lộn bóng tinh kỳ tai chưa nghe quen tiếng chiêng trống nói gì đến chuyện sắp đặt việc binh bị quýnh bèn mượn cớ không muốn xa rời cạnh vua xin vua truyền cho viên trấn thủ sơn tây đem quân bản bộ đóng trước ở giàn khẩu để chặn đường ra của quân tây sơn đó là quýnh cốt cho mình khỏi phải ra trận còn việc chinh chiến được hay thua, nước nhà còn hay mất, quính chẳng cần biết đến làm gì." Lại nói, Ngô Văn Sở sau khi đem các đạo quân rút lui, tức tốc sai Nguyễn Văn Tuyết chạy chạm vào Nam cáo cấp, một mặt chặn ngang đất Trường Yên làm giới hạn, đóng thủy quân ở hải phận biển Sơn, quân bộ thì chia giữ vùng núi Tam Điệp, hai mặt thủy bộ liên lạc với nhau, ngăn hẳn miền Nam với miền Bắc. Vì thế, việc ở bốn chấn đường ngoài không hề thấu đến hai sứ thanh, nghệ. Vì vậy việc quân thanh đến Thăng Long và việc vua Lê Thụ Phong ngày 22 tháng 11, từ Thanh Hoa trở vào, không một người nào được biết. Ngày 20 tháng ấy, sở lui về Tam Điệp, thì ngày 24 tuyết đã vào đến thành Phú Xuân. Bắc Bình Vương tiếp được tin báo, giận lắm, liền họp các tướng sĩ, định thân trinh cầm quân đi ngay. Nhưng các người đến họp đều nói, chúa công với vua Tây Sơn có sự hiểm khích đối với ngôi trí tôn. Lòng tôn phò của mọi người chưa thật vững bền. Nay nghe quân thanh sang đánh, càng dễ sinh ra ngờ vực hai lòng. Vậy xin trước hết hãy chính vị hiệu, ban lệnh ân xá khắp trong ngoài, để yên kẻ phản chắc và giữ lấy lòng người rồi sau sẽ cất quân ra đánh dẹp cõi bắc cũng chưa là muộn. Bắc Bình Vương lấy làm phải, bèn cho đáp đàn ở trên núi Bân tế cáo trời đất cùng các thần sông, thần núi, chế ra áo cồn mũ miệng, lên ngôi hoàng đế, đổi năm thứ 11 niên hiệu Thái Đức của vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc làm năm đầu niên hiệu Quang Trung. Lễ xong, hạ lệnh xuất quân, hôm ấy nhằm vào ngày 25 tháng chạp năm mậu thân. Vua Quang Trung tự mình đốc xuất đại binh, cả thủy lẫn bộ cùng ra đi. Ngày 29 đến Nghệ An, vua Quang Trung cho vời người cống sĩ ở huyện La Sơn là Nguyễn Thiếp và Dinh và hỏi. Quân thanh sang đánh, tôi sắp đem binh ra chống cự. mưu đánh và giữ, cơ được hay thua, tiền sinh nghĩ như thế nào? Thiếp nói, bây giờ trong nước chống không, lòng người tan rã. Quân thanh ở xa tới đây, không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, không hiểu rõ thế nên đánh nên giữ ra sao. Chúa công đi ra chuyến này, không quá mười ngày giặc thanh sẽ bị dẹp tan vua quang trung mừng lắm liền sai đại tướng là hãm hồ hầu kén lính ở nghệ an cứ ba xuất đinh thì lấy một người chưa mấy lúc đã được hơn một vạn quân tinh nhuệ rồi nhà vua cho mở cuộc duyệt binh lớn ở doanh trấn đem số thân quân ở thuận hóa quảng nam chia làm bốn doanh tiền hậu tả hữu còn số lính mới tuyển ở nghệ an thì làm trung quân vua Quang Trung cưới voi ra doanh yên ủy quân lính, truyền cho tất cả đều ngồi mà nghe lệnh, rồi dụ họ rằng, quân thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các người đã biết chưa, trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nổi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải người mình không thể chịu nổi ai cũng muốn đuổi chúng đi đời hán có trưng nữ vương đời tống có đinh tiên hoàng lê đại hành đời nguyên có trần hưng đạo đời minh có lê thái tổ các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo nên đã thuận lòng người giấy nghĩa quân đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương bắc ở các thời ấy bắc nam riêng phận bờ cõi lặng yên các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi, hại, được, mất ấy đều là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. Nay người thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương mấy đời tống, nguyên, minh ngày xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng, các ngươi đều là những kẻ có lương tri lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn. Chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước. Các quân lính đều nói, xin vâng lệnh, không dám hai lòng. Hôm sau, vua Quang Trung hạ lệnh tiến quân, các quân đều nghiêm chỉnh đội ngũ mà đi. Khi đến núi Tam Điệp, Sở và Lân ra đón, đều mang gươm trên lưng mà xin chịu tội. Vua Quang Trung nói, các ngươi đem thân thờ ta, đã làm đến chức tướng soái, Ta giao cho toàn hạt cả 11 thừa tuyên, lại cho tùy tiện làm việc. Vậy mà giặc đến không đánh nổi một trận, mới nghe tiếng đã chạy trước. Bình Pháp dạy rằng, quân thua chém tướng, tội của các ngươi đều đáng chết một vạn lần song ta nghĩ các ngươi đều là hạng võ dũng chỉ biết gặp giặc là đánh đến như việc tùy cơ ứng biến thì không có tài cho nên ta để ngô thị nhiệm ở lại đấy làm việc với các ngươi chính là lo về điều đó bắc hà mới yên lòng người chưa phục thăng long lại là nơi bị đánh cả bốn mặt không có sông núi để nương tựa năm trước ta ra đánh đất ấy Chúa Trịnh quả nhiên không thể chống nổi. Đó là chứng cớ rõ ràng. Các người đóng quân chơi trọi ở đây, quân thanh kéo sang, người trong kinh kỳ làm nội ứng cho chúng, thì các người làm sao mà cử động được. Các người đã biết nín nhịn để tránh mũi nhọn của chúng, chia ra chặn giữ các nơi hiểm yếu, bên trong thì kích thích lòng quân, bên ngoài thì làm cho giặc kiều căng, kế ấy là rất đúng. Khi mới nghe nói, ta đã đoán là do Ngô Thị Nhậm chủ mưu. Sau hỏi Văn Tuyết thì quả đúng như vậy. Thì Nhậm bèn lạy hai lạy để tạ ơn. Vua Quang Trung lại nói, lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mười ngày, có thể đuổi được người thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù như thế thì việc binh đao không bao giờ dứt không phải là phúc cho dân nỡ nào mà làm như vậy đến lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi việc binh đao không phải ngô thì nhậm thì không ai làm được chờ mười năm nữa cho ta được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng bấy giờ nước giàu quân mạnh thì ta có sợ gì chúng bọn sở lân đều lạy tạ và nói chúa thượng thật là lo xa chúng tôi ngu dại không thể nghĩ tới chỗ đó Hiện này phương lực tiến đánh ra sao? Xin Chúa Thượng nhất nhất chỉ rõ để chúng tôi tuân theo mà làm. Vua Quang Trung bèn sai mở tiệc khao quân, chia quân sĩ ra làm năm đạo, hôm đó là ngày 30 tháng chạp. Rồi nhà vua bảo kín với các tướng rằng, tạ với các ngươi hãy tạm sửa lễ cúng Tết trước đã. Đến tối 30 Tết lập tức lên đường, hẹn đến ngày mồng 7 năm mới thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Các ngươi nhớ lấy đừng cho là ta nói khoác